Trời. Ê, lấy cho chị ba kìa. Ôi trời, đây đây là những đứa trẻ khi gặp được kem. Một cây. Ủa kỳ vậy. Từ từ nghe, từ từ nghe. Rồi làm hai cái. Một, hai, ba. Vô. Ô là trời. Sao mẹ ham ăn vậy? Con tôi nó không ăn rồi. Quay không có ăn. Cái người quay một hồi không có một miếng luôn. Rồi chụp cho tấm hình coi. Một, hai. Debut. Debut. Cho các ông nè. Nè, cái chú bán kem nè nha. Nhờ chú mà 20 năm những đứa trẻ này mới hôn lại được. Nhóc luôn, tiền nhóc. Chết rồi. Chết rồi. Cái này của ai? Chết mẹ rồi, chị bán đường sáng giờ bao kem. Ê, dư quá nha, vậy đưa lại bớt đi. Ăn kem. Ăn kem sao đâu, hồi xưa hồi nhỏ mình ăn kem sao đâu. Mình sợ hết kem mình ăn sao đâu. À. Đâu trời ơi, cái chú bán kem. Mua xong tặng được cây kem. Nè một hai. Chưa nghe, 1 2 3. Rồi ăn kem đúng cách rồi. Đúng cách đúng cách. Trời. Đây hồi xưa mà ăn ăn sợ hết cái kem ấy nó nhiễu kìa liếm. Liếm. Đó. Cái bọc đó rồi. Rồi cầm hoài vậy nè, tay nào cũng ăn. Còn đứa nào chưa ăn cái bọc đó rồi. Ăn thư rảnh kìa. Vậy lên nó mua lại coi. Rồi đi lại gù gù ổng kiếm gì mấy cây nữa vậy. Ổng thấy trường với bi. Còn hai cục vàng. Còn hai cục vàng. Hai cục vàng chạy lên mua lại. Còn... Thư đem mà cho ông Thư đi. Cái này là của con mua không tốn tiền nha. Để cho tao nói. Là ông tặng đúng không? Nhớ là con mình chưa ăn cái hai cây luôn hả? Không có, để đưa ai nè. Ông Thư, thằng Thư có luôn à. Rồi ta bỏ vô bọc đi rồi cũng dành lại. Không có dành đâu, ai kêu lấy lại. Bà ba. Nè bà ba. Bà ba chỉ cho nó. Cái bầu. Bầu ăn kem. Bầu thèm game đó, bầu thèm game. Bầu thèm thèm cả game. Ăn cái gần hết cây luôn. Sao nói tới câu này cái tự nhiên bị tắc nghẽn giọng nói vậy. Bầu thèm game. Có mà ăn chị. Những đứa trẻ thèm kem. Trời trời con quỷ nó ăn hay dữ cho bà nội. Đó. Cái kẻ đưa nguyên con Mỹ nó kéo ra nội. Nó đưa cho Mỹ nó kéo kìa. Kệ kệ đó, thêm đứa trẻ sợ kem hết. Liếm kem. Làm là gì khác à? Liếm kem. Ủa là gì đâu luôn vậy? Quay cái bà này. Ủa cái bà này mới biết ăn kem không vậy trời? Mới thấy sao mà ngồi mới nhìn như vậy. Còn thêm bà ăn kem cắn kỳ vậy, cắn lại coi. Cái bà ba ăn kem nè, cắn lại coi. Ủa đâu có bả nữa vậy trời? Đâu cắn coi. Dài lắm sao ăn. Bánh bao vô kìa. Thầy Sơn ơi. Bánh bao. Mới quay tay ơi. Lễ qua kìa, quá trễ rồi. Quá trễ có kem ăn không? Không nghe. Có sao cái bà đi.